dính vô ba quỷ này kia, về bà má bà cũng sợ luôn rồi. Tại sao hồi đó em dính vô mấy này? Đầu tiên hết là tại sao? Đi chơi á. Chơi lúc kia đi chơi xong bị bạn bè nó dụ mà nó nói thử là dụ thì mình cũng muốn thì nói nó dụ không thì cũng đúng. Nó nói thử nhưng mà em cũng muốn thử phải không? Nhưng mà mình thử lần xong mình lo mình chạy đi thử không chi cho tới miệng luôn. Thử một lần là nghiện luôn hả? Thiệt đó hả? Trời ơi, vậy các em nhỏ mà coi video này là nhớ nha, ai nói mình thử không bao giờ thử. Thử một lần là bị luôn, đừng bao giờ thử. Tại vì thử nếu mà mạnh thì không sao, mạnh thì mình có thể gai được thôi, mà cái đó cũng là phần xem thì ta hỏi cho một xem thôi. Chứ đại đa số thì ham vô thử thôi đó. Vì đại đa số mình thấy là thử là vô luôn à. Nếu mình bắt hồn mình gì đó. Không có không được gì đúng không? Cũng giống như bây giờ nè, chị đau lớn quá. Không làm chị không uống thuốc gì chịu không được, đau quá. Mà chỗ thuốc gì chị là cảm thấy nó phiêu bé đờ không đúng không? Thì đó thì cái chỗ phiêu bé đờ đó là cái chỗ mà... Là em cũng vậy, thử vô một lần là bị dính luôn. Bây giờ nè, nhưng không muốn nó đau khổ rồi nó la nó sụm nó giống kiểu là bị đứt dây vậy chị. Nhưng mà em biết rằng là những cái đau khổ đó nó không có lâu, nó chỉ một thời gian thôi rồi sau đó hết. Thì bây giờ mình cố gắng đi. Mình mà qua được những cái lần đó là coi như là mình xong cuộc đời mình trở lại bình thường rồi. Chứ sao mà đâu phải là nó đau khổ suốt cuộc đời mình như vậy đâu. Một thời gian rất ngắn thôi mà. Thì em nói là phải chứng là coi như người nào thử một lần là coi bị dính luôn. Nhớ nha, không bao giờ thử một lần nào nha. Tại vì thực sự là nó có cái kiểu giống như là ma. Nó có một cái sức mạnh gọi là ma. Ma túy nó ăn sâu vào cái linh hồn của mình đó. Giống như là nó căn linh hồn của mình bên phe nó vậy đó. Có nghĩa là mình có như phải dùng nó. Ma túy vừa ma giống như bên cái được ma kia ta cái thằng đó có ma giấy kìa, giấy cho mày nè. Nó phải có một cái mãnh lực nào mình gì chứ mình cơm mà đâu phải một anh em đâu gì cười đó chứ được. Nhưng mà bây giờ cũng có người bỏ được chứ đâu phải. Người em thấy chuyện gì vậy mà uống bia uống rượu vô giúp vợ. Trời ơi vợ đi thôi chứ phải được lúc nào anh làm gì anh quýt. Bây giờ nó quýt vợ ăn được cái gì nữa. Thế giờ em nhìn cái thằng sĩ nó thấy sự kỳ. Mà nếu mà vậy mình bỏ mình đi hút mình đi làm mình vợ con. Nào mà đủ có cái hồi đó ra chữ chữ hồi ta chịu nói cái này rồi. Mày làm gì làm mày là chịu mình mà chứ tại sao mà mình đã giờ của mình cũng lo cho rồi đầy đủ rồi mà mình còn giống như là gây ho thêm lên trên nữa đành lòng mình phải hiểu biết nó sát rồi chứ. Thế mỗi người có một cái cảnh suy nghĩ em thà ok nếu mình lo không nổi mình đi bờ đi bụi chứ quậy ngày rồi kia bài giờ nói gì chứ mình đâu có phải quậy gì biết bổn phận mà. Nhớ nha, mấy em nhỏ hoặc là bất cả người lớn nữa mà có bị người ta dụ thử không bao giờ thử nha. Phong nó nói thử là xong luôn, dính liền luôn này. Cứ dọc trẻ mà ham vui á, không có kinh nghiệm mà 30 năm rồi. Cái người bạn nào dụ em thử em còn nhớ không? Thì hồi nhỏ đi chơi còn nhớ nó chứ. Nhớ bữa nào gặp nó quýt mày bày tao tầm bậy nha. Mày đã hay gì chứ bây giờ nó chết bỏ. Giờ nó còn tơi tả hơn em nữa hả? Bây giờ nó bỏ rồi, nó đi học. Ủa vậy hả? Sao nó bỏ được? Biết đâu cái xác số hay là cái gì. Giờ nó bỏ được, giờ nó đi học rồi đi làm đàng hoàng hả? Giờ đó là bị sơ trình cảnh sát mà trời. Trời đất ơi, thôi chết rồi. Đừng lại trời. Bữa nay em gặp nó em nói em, mày vụ tao tầm bậy, bây giờ mày là cảnh sát rồi tao lang thang vậy nè. Nó kêu bỏ. Nó kêu em bỏ hả? Vậy là nó bỏ được mà em bỏ không được. Thấy không, hỏi nó thử mày làm sao mày bỏ. Rồi nó bày cho em chứ. Em không biết, tự nhiên dắt nó 7 đến 5, tự nhiên quay lại 7 đến 5, 10 năm gì đó. Bây giờ ra đất sát. Trời, nó thương. Mà không bao giờ em nghĩ mà nó có thể bỏ được á. Mà là vậy nó bỏ rồi. Vậy mà nó bỏ được. Dắt đi chơi mà được. Thì bây giờ em ráng đi, nó bỏ được mình cũng phải bỏ được chứ.
Thấy không? Thấy nó bỏ được không? Nó còn dính trước em nữa, nó còn đi bầy em nữa. Có cái gì nè, nó cưới được gì vợ, chứ nó gặp nó là tôi nói khuyến khích nó. Ê, em nghĩ vậy. Bây giờ em có đứa đà bà nào thương em, khuyến khích em bỏ được không? Có thể. Thì hả? Bây giờ đi chi chi bắt bà nào. Ôi, có bà nào thương Phong không? Thằng Phong rất giỏi nha. Tình yêu á. Nó nói giờ có cô nào mà thương nó, khuyến khích nó thì nó bỏ được. Bây giờ có cô nào không? Nhìn lại quay mặt lại coi thử đẹp trai không? Nhìn gần gần nha. Tối quá, rồi cười đi. Còn răng đầy đủ phải không? Trời ơi, hay quá. Người ta là ba cái đồ bậy bạ, ta mất hết răng á, nó còn răng đàng hoàng, bấy ma tắm rửa sạch sẽ đẹp trai lắm nha. Phong nó nói là nói thế thiệt, tại giờ nó không có thấy cái mục đích, không có thấy một cái goal. Một cái go tiếng Việt Nam gọi là gì ha? Không có một cái không phải cái go gọi là cái gì ha? Nó không có cái một cái ước mơ nào để cho nó nhắm tới để nó thực hiện, cho nên nó bỏ không được. Bây giờ nếu nó có một cái ước mơ nào để nó nhắm tới nó thực hiện thì nó bỏ được. Nó nói bây giờ có cô nào thương nó mà theo nó mà nói cho nó bỏ thì nó bỏ được. Giờ có cô nào nhìn Phong không? Nhìn Phong đẹp trai không? Cô nào á, già trẻ không cần biết nha. Có gì liên lạc để kiếm Phong nha. Nó nói nó sẽ bỏ được, làm lại cuộc đời đó. Sao không nói với bà má? Nè má, giờ má kiếm con cô vợ đi rồi con bỏ được. Cô phải theo con, giúp con để con bỏ, thấy không? Vậy đó. Còn nếu không thấy không có gì để, không có cái ước mơ nào nhắm tới, khỏi bỏ luôn hả? Bỏ luôn cái ý tưởng, không có gì để mình phấn đấu á thì đúng rồi, không có một cái ước mơ gì để mình nhắm tới mình làm á. Cái đó kinh nghiệm với cô, nhớ hồi lúc nào giống như giờ cô mới thương người nào không? Cô hát làm gì, làm gì, làm cái gì mình hăng hái cười, giống như mình nhớ tới người đó, giống như nó có một cái một chuyển cơ, giống như là cha, giống như không biết anh vui quá gì gì nó là cái đó. Cha ơi, cũng còn nhớ anh hai. Đúng, anh hai mất sách mấy chục năm mà anh còn nhớ ba cái chuyện đó. Thiệt, nó làm mà tự nhiên em mấy chục năm rồi. Dạ, làm em mấy chục năm, từ lúc bao nhiêu tuổi? Em 17, 18 tuổi tới giờ. 17, 18 tuổi em bằng tuổi thằng Thái. Thái đây là em là ai hả? Bây giờ em 47. Ủa cha, em lớn hơn Thái hả? À em bằng, đúng rồi, bằng ơi lộn. Thái lớn hơn Andy, vậy là Thái em 47, là lúc 17 30 năm rồi. Em ơi, bây giờ ráng chạy ra chứ nếu không mà chết sớm á, mấy người như túi nghe chết hoài à, chết trẻ không à. Rồi đi tự nhiên uống bụi, trời ơi, sao cái lại nói vô, sao nãy tốt thì được xe cái gì? Nó ban đêm đi ra ngoài đường đuổi ra, trời ơi, thằng bịch chứ có tàn cái. Thì bởi vậy không thấy đường mà đang ngủ mơ phải không? Bạn ngủ mơ, không phải mình nó đi gì nữa, vậy nó hút rồi nó quậy quạng. Nhưng mà cái thằng đổ lái xe nó cũng quạt, nó đổ cạn luôn. Như ra giờ em mình tạm anh xỉn lắm, tại vì nó rồi. Tại vì nó cố tình đụng vào nó, nên nó không có cố tình, cái đó nó chết chứ. Cái thằng cố tình thì nó biết suy nghĩ, cái thằng không cố tình nó chạy. Không, nhiều lúc người ta đang chạy nhanh như vậy, mình qua đường người ta đâu có thắng kịp. Thì bởi vì đúng, thì người ta không có cố tình. Ừ. Chính cho, rồi cái đầu vô chết đó chứ. Trời ơi, nó em bị tái một lần vậy chứ. Trời ơi, còn hơi đóng phim nữa. Để nó để từ bên này để đùng cái nguyên một cái người nó lộn ngược giống như là một phim giờ không vậy. trời ơi lộn nguyên một vòng, trời ơi mày bay té nó thủng luôn, nó đụng mình cái đó xe thắng luôn mà không sao. Cái đó là có em tin giống như có cái sức mạnh ở đây. Em ơi, bao nhiêu lâu em ngủ một lần? Hai ba ngày mới ngủ một lần ngủ mấy ngày? Lần thì ngủ chừng cỡ trên 10 tiếng. Chỉ 10 tiếng thôi. Ừ. Người em khó ngủ đó. Dạ ơi, thật lòng thương họ mà theo sát này kia thì họ bỏ đường. Trong lòng nó sẽ trở thành cái kỷ niệm tốt. Đúng rồi, nó sẽ bỏ đường. Còn nếu như mà không có được gì thì lại sẽ bị té nặng hơn. Không nữa ta. Còn nếu mà đến mà không có cái không có thật lòng thì còn bị té nặng thêm nữa cùng luôn á.
khùng luôn rồi. Cũng khó phải không? Khó làm sao kiếm được một người mà chấp nhận trong khi đang tơi tả, là ăn hai ăn ba mặc quần áo ten ben luôn, ai đứng ngoài đường sợ ăn hai luôn. Thôi bây giờ chị phải đi học á, rồi em ăn đi, rồi em tự đi nha. Chị đang học cắt tóc. Ồ, thằng đó có mấy tháng hả? Cái này dưới suối á. Rồi giờ chị phải đi học cắt tóc á. Rồi lúc khác mới gặp em nha. Okay, ừ, có nước trong đó đó. Nhìn nó kìa, trời ơi, cái tội nghiệp thảm thiết thôi. Nãy chị gặp nó ngã tư, nó đứng ở ngay ngã tư, nó đứng xin tiền, tỉnh bơ. Chị hỏi rồi, Phong ơi em mắc cỡ, nó mắc cỡ gì, ngày nào cũng phải xin để em kiếm tiền. Rồi mà có cha có mẹ nha, gia đình đàng hoàng tử tế. Ở ngay San Jose này nè, mà quậy quá giờ bố mẹ nó gặp nó cũng phải chạy trốn luôn. Hồi nãy Phong nó nói giờ nó không biết mẹ nó ra sao, không biết mẹ nó ở đâu. Cái là Hương mới đi, Hương gọi phone hỏi. Cái nó nhớ số phone, trời ơi biết bao nhiêu năm. Bị coi như là bị cà tàng quá trời rồi mà vẫn nhớ được số phone của mẹ. Đưa cho Hương, cái là Hương gọi. Nhưng mà cô nói cô cũng chịu hết nổi rồi con ơi. Hồi xưa nó nói mẹ mỗi lần nó gọi nó đói cơm, nó nói nó đói bụng thì mẹ nấu cơm đem ra cho nó ăn. Mà dạo này mẹ cũng không có nấu luôn. Hồi nãy cô nói thôi nó tự kiếm ăn được, để cho nó tự kiếm đi. Chắc cô cũng chịu hết nổi rồi, buồn cho đến bây giờ không còn buồn nữa. Tức là từ lúc buồn cho đến khóc, nó khóc hết nước mắt rồi, giờ bình thường luôn rồi. Cô nói thôi, giờ cô chịu thua rồi. Nó đã nói nó chọn cuộc đời đó thì để cho nó chọn. Cô nói nó chọn rồi, chọn mẹ hay là chọn cái cuộc đời đó thì nó nói nó chọn cuộc đời đó. Thì thôi như vậy giờ hết tình hết nghĩa rồi. Thì vậy, nó chọn cuộc đời đó thì thôi giờ cô biết thì sao. Không có giúp gì được nó nữa, thôi để cho nó tự lo, coi như là không có đứa con này. Như vậy là những người mà người ta bị, như vậy là những người mà người ta bị cho nó dính vào cái chuyện này, ba cái chuyện tin đâu này mà họ bỏ ra không được là bị từ lúc còn trẻ. Lúc Phong nó nói là nó đang đi học, nó mới có 17, 18 tuổi, là nó ở trong trường, nó đang học. Thì có người dụ cho nó, đến dụ nó. Thì cái người bạn đó thì lại bị người khác dụ. Thì cái người bạn đó lại đi, cũng đi rủ thằng Phong thử. Thế là thử một lần là nó nói nó bị dính luôn. 30 năm rồi, từ lúc 17 tuổi đến bây giờ là 47 tuổi, là bị 30 năm rồi. Như vậy mọi người có con nhỏ còn đang đi học ở high school, nhớ là phải coi con rất cẩn thận. Bạn của nó cũng coi rất cẩn thận, phải nói cho nó biết là ai nói thử cái gì đừng bao giờ thử. Thằng Phong nó nói thử một lần là không có dứt ra được. Cho nên mình phải dặn con mình. Nhiều lúc nó nhỏ nó cứ kiểu giống như anh hùng á, ba cái này mà làm gì được tao, nó cứ nghĩ là nó sẽ mạnh hơn những cái thứ này. Nhưng mà người nào nghĩ như vậy thử vô là đều bị dính hết. Nó nói thử một lần rồi ra không được nữa. Nó bảo hồi, hình như hồi xưa, hồi nãy nó nói là hình xưa có một cái người nào đến thử giúp, coi như yêu nó đó, nhưng mà xong rồi nó cũng đang bỏ. Thì đang lúc nó đang bỏ thì người này lại bỏ đi. Thì lúc đó nó hút lại. Lúc nó hút lại thì cái người đó trở lại, thì nó nói thôi đi bà, khỏi cần trở lại nữa. Coi như là nó nói nếu có một người thật lòng mà thương nó, mà theo nó, coi nó thì nó bỏ được. Khổ là bây giờ ai mà thương người lang thang quá trời như vậy. Có cha mẹ thì lại không đủ cái động lực. Nó phải là một người con gái yêu nó thì nó mới có sức mạnh, nó có thể bỏ được. Hương nghĩ hầu hết là như vậy. Alex bây giờ mà có một người mà thương Alex thật sự thì Alex cũng có thể bỏ được. Người đó phải hết lòng theo rồi giúp Alex. Alex nè, Phong nè. Không biết nói sao, khó. Huỳnh thì số lận đận. Mình coi con mình nhiều
nhiều lúc mình không nói nó không có biết, người ta kêu nó thử nó lại đi nó thử. Mình phải nói rõ với nó là ai nói thử cái gì, không bao giờ đụng đến, không bao giờ thử. Mình không cần biết nó là cái gì, mình cũng không cần biết là mình mạnh hơn nó hay không. Cứ là không đụng đến là mình đã mạnh hơn nó rồi, mà mình đụng lên là coi như mình đã thua cho nó rồi, đừng đụng tới. Nó đụng tới rồi nó dứt ra không được, tội nghiệp nó. Bây giờ trừ khi là Phong nó có một người bạn gái cũ, một người đàn gái đã biết nó trước rồi, bạn gái cũ mà bây giờ nếu còn độc thân trở lại lo cho nó thì nó bỏ được. Chứ còn một người bây giờ nhìn thấy ông chờ ông thần mà thách tha thách thẻo, mà ông thần tăng băng như vậy ai mà dám yêu ông thần. Ông thần coi như là thí mạng cùi rồi, mặc quần áo rách tan beng, đứng nói đứng giữa ngoài đường trời nắng xin tiền. Nãy em thấy đứng ngay đây nè, ngay ngàn tư này xin tiền xong rồi nằm ra luôn, nằm luôn mệt rồi nằm dài xuống luôn. Hồi nãy Hương nói tại sao không lấy cái mục đích của mình là trở lại làm một người bình thường đi, thì bây giờ về với gia đình, bỏ đi là gia đình chấp nhận liền. Gia đình Phong còn rất muốn trông trở về mẹ Phong còn mà. Thì bây giờ nếu mà bỏ hết tất cả trở về với gia đình rồi bỏ rồi trở lại cuộc sống bình thường, nó bỏ cũng được, nhưng mà như vậy không có cái goal gì hết, tức là không có một cái hoài bão. Cái hoài bão, không có một cái hoài bão gì để làm. Coi như là một người bình thường thì không có đủ để cho nó từ bỏ. Nếu mà có một cô gái thương nó này kia, coi như là có một cái cuộc sống khác cho nó thì nó mới bỏ được. Ý của nó là như vậy.